Cho chúng ta xem. Ủa, nó cực kỳ chặt luôn, nó dính cực kỳ chặt luôn, hết khiếp luôn trời. Ôi, rất là chặt luôn, hết khủng khiếp thật. Xin chào tất cả các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ khui cái đơn hàng và mình quay đồng thời review sản phẩm cho chúng ta luôn. Một cái đơn hàng mình mua ở trên Lazada, ở một cái shop đó là cửa hàng Nam ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái sản phẩm mình mua đó chính là 11 cái đầu tiếp, 11 cái đầu tiếp 1/2 inch Kabushi, loại để chúng ta lắp vào những cái máy xếp bô lông như thế này nè. Thì mình đã mua cái máy xếp bô lông này rồi, tuy nhiên là mình chưa có những cái đầu tiếp. Thì hôm nay mình mua một cái bộ gồm có 11 đầu từ 8 cho đến 24 ly luôn, và kèm với đó là mình mua thêm một cái mũi bắn vít hai đầu có gắn 500. Thì trước khi mình khui đơn hàng thì cho chúng ta xem nè, shop đóng gói như thế nào thì còn nguyên như thế ấy nha, hoàn toàn là chưa có dấu hiệu bóc tách gì ra cả. Thì khi mình quay video dạng này là trong trường hợp mà sách giao không đúng thì mình có quyền đổi trả lại. Đây là cái căn cứ để làm việc với shop. Hiện tại thì các cái nhà các cái sàn điện tử thì họ không cho chúng ta đồng kiểm, cho nên là chúng ta khi mở đơn hàng thì chúng ta nên quay video. Mình thì có kênh YouTube, cho nên là khi mình quay, mình sẵn đây mình review sản phẩm cho anh em luôn. Nếu anh em nào mà chúng ta có nhu cầu mua thì chúng ta có thể mua dễ dàng. Nhiều khi chúng ta mua tại chỗ cái nơi địa phương chúng ta không có, nhưng mà chúng ta mua trên mạng thì chỗ nào cũng có kìa. Ở đâu cũng mua cũng được, cả nước chỗ nào cũng được. Chúng ta có thể mua và giao thì tới nhà luôn. Giá cả thì nó còn tốt hơn rất là nhiều so với chúng ta đi ngoài chúng ta mua. Thì đó là chính là cái cơ chế của cái sàn giao dịch điện tử, thì bây giờ giúp cho người tiêu dùng rất là dễ dàng để mua cái sản phẩm, mua cái hàng hóa mà mình cần. Ngày xưa chúng ta muốn mua một món đồ gì đó chúng ta phải đi vòng vòng để tìm, còn bây giờ chúng ta chỉ cầm cái điện thoại chúng ta mua có thể bất cứ bộ đồ nào, bất cứ cái món hàng nào mà chúng ta cần. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình khui ra phía trong. Thì rất là nhiều lần rồi mình nhờ mình khui cái đơn hàng, mình quay video này nè, thì đã có cái căn cứ để làm việc với shop. Vì shop thì họ sẽ đóng gói không có được đầy đủ, tất nhiên họ không cố tình, nhưng mà vô tình họ sẽ làm cho cái sản phẩm đến tay của mình nó là không đúng với những gì mình đặt hàng. Giờ ta xem nha. Đây là cái bộ 11 đầu đủ không có, đây còn túi nữa. Rồi, cái hộp này là hết nha, hoàn toàn là không còn gì trong này cả trơn. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra cái sản phẩm của mình coi cái như thế nào. Bây giờ mình sẽ khui ra từng bọc đi. Những cái đầu tiếp này thì nó giúp ích cho chúng ta khi gắn vào cái máy xếp bu lông để chúng ta mở bất cứ cái con ốc nào. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra về số lượng trước nha, và cái chất lượng chút xíu mình sẽ cho chúng ta xem. 2 4 6 8 10 cũng sẽ có 10 đầu à. Thiếu rồi. À đây thêm đầu nữa là 11. 2 nè. 4 nè. 5 nè, 6 7 8 9 10 11. Rồi, xếp giao đúng nha. Bây giờ mình sẽ kiểm tra coi có phải là từ 8 cho đến 24 hay không nha. Bởi vì nó rồi bây giờ là 8 9 10 8 9 10 11 12. Và bây giờ mình sẽ kiểm tra từng cái một, nó hơi lộn xộn một tí. Đây là 10 nè, 9 nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho ta xem nha. 8 mm nè. Rồi 8 9 nè nha. 8 9 10. Rồi đây là 12. 12 13. 8 9 10 12 13. 14. 14. 15. 17. Đúng tùm lum hết chưa? 21. 19. 24. Rồi như vậy là chắc shop giao đúng rồi đó. Bây giờ 11 cái như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ nói về chất lượng đi. Bây giờ chúng ta xem nè. Nhìn thì có vẻ là bằng inox
không biết phải là máy inox hay không, rất là sáng nha, hoàn toàn là không có reset gì cả, nhìn khá là chất lượng đó. Giờ mình sẽ gắn thử vào trong cái máy ship bô lông cho ta xem. Tất nhiên là cái này là đã gắn vừa bi, nó là chuyên máy ship bô lông mà. Đây, ta lắp vào nè. Đó. Để chúng ta bắt ốc vít thì rất là tiện luôn. Đấy, mở ra rất là nhanh. Đó, rất là nhanh luôn. Đây là đầu 24 này. Chúng ta bắt ốc rất là sướng luôn. Thì đây là cái máy ship bô lông. Rồi. Còn đây là cái sản phẩm, đó chính là cái vít Kabushi để bắt có cái đầu 500 này, hít rất là chặt luôn. Bây giờ mình sẽ lấy thử một vài con ốc để cho chúng ta xem có cái độ hít nó như thế nào. Thì tất cả các sản phẩm này mình mua trên Lazada. Đấy. Nó hít rất là chặt nha. Hít cực kỳ chặt luôn nè. Đấy, nó gắn vào nè. Gần như bẻ cái này là nó không văng luôn nè. Nó thấy cực kỳ chắc luôn. Đây, ví dụ như mình có một cái túi này nè. Túi này khá là nặng nè. Đó, mình sẽ thử nè. Móc cho chúng ta xem. Ô, nó cực kỳ chặt luôn. Nó dính cực kỳ chặt luôn. Hết khiếp luôn trời. Đây, mình có một cái khoang nữa nè. Đó, bây giờ mình sẽ dùng cái đầu mà để mình vừa mới gắn 500 vô một con ốc nè. Để chúng ta xem. Ôi, rất là chặt luôn, hít khủng khiếp thật. Thông thường là nếu mà chúng ta dùng cái con ốc móng vít này mà chúng ta gắn với những cái đầu kẹp bình thường như thế này á, thì nó sẽ rất là dễ gớt nha. Đây, rất là dễ gớt. Còn cái này là trong khi chúng ta gắn vào nó hít cực kỳ chặt luôn, rất là chặt luôn. Nó đúng là tuyệt vời. Có cái này chúng ta bắt nó sẽ con ốc nó không có bị rớt ra. Này, chúng ta muốn gỡ ra đây rất là đơn giản. Rồi, như vậy thì shop đã giao đúng những cái sản phẩm mình cần nha. À, đó chính là 11 tiếp từ 8 cho đến 24 và một cái đầu hết 500 để chúng ta bắn ốc, cái này rất là tiện dụng. À, khi chúng ta bắt những con ốc thì bảo đảm nó không có bị rớt. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video, hẹn gặp lại chúng ta những video tiếp theo. Hoàng Thám Shop chuyên cung cấp bộ chống trộm đa năng, chống trộm cho cây cảnh, cây kiểng, cây bonsai, xuồng, ga, vỏ lãi, máy bơm nước, ô tô, xe máy, xe đạp, v.v. Thì có bộ sản phẩm này chúng ta hoàn toàn chúng ta sẽ không sợ mất trộm cây cảnh cũng như là các cái tài sản của chúng ta. Bộ chống trộm mở cửa, đây là bộ chống trộm mà giúp cửa cổng, cửa chính, cửa nhà kho chúng ta không bị những cái trộm dễ dàng mở ra. Bởi vì khi mở ra thì hệ thống này sẽ báo động ra rất là lớn, giúp bảo vệ những tài sản của chúng ta. Và bộ sản phẩm thứ ba em xin giới thiệu đó là pin cho modem wifi. Thì có bộ pin này thì khi cúp điện wifi vẫn hoạt động bình thường, khi điện chập chờn thì chất lượng wifi sẽ không có ảnh hưởng, giúp cho cái công việc của chúng ta khi chúng ta xử lý thì nó sẽ không bị gián đoạn, cũng như là giúp cho các em nhỏ có thể học online một cách dễ dàng.